Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 23. Này là lời sau hết của David. Này lời của David con trai Isai, tức lời của người đã được nâng lên cao thay, đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời Gia-cốp và làm kẻ hát êm dịu của Israel. Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán, và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta. Đức Chúa Trời của Israel đã phán, hòn đá lớn của Israel đã phán cùng ta rằng: người nào cai trị loài người cách công bình, cách kính sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ giống như sự chóa lòa buổi sáng khi mặt trời mọc, khác nào một buổi sớm mai chẳng có mây. Các ánh sáng nó làm cho cây cỏ bởi đất nảy ra sau khi mưa. Nhà ta dầu chẳng phải như vậy trước mặt Đức Chúa Trời, song Ngài đã lập với ta một giao ước đời đời, vững bền trong mọi sự và chắc chắn, vì đó là cả sự cứu rỗi và cả sự ước ao ta, dẫu Ngài không làm cho điều đó nảy nở ra. Trái lại, hết thảy kẻ hung ác đều giống như gai chông mà người ta luyện ra xa, không thể lấy bằng tay được. Người ta phải dùng đồ bằng sắt hay là cán cây lao đặng nắm nó, rồi chính tại chỗ nó bị thiêu trong lửa. Này là tên các người mạnh bạo đã giúp việc cho David: Joseph Ba-sê-bết, người tách kê môn làm đầu lính thị vệ của vua. Ấy là người quơ giáo mình cự lại 800 người và giết đi trong một lúc gặp. Sau người ấy có Eleasa, con trai của Dodo, cháu của Akohi, là một trong ba người mạnh bạo đã cùng David thách dân Philippines hiệp lại đặng chiến trận. Khi dân Israel rút đi thì Eleasa trỗi dậy đánh dân Philippines cho đến khi tay người tê dính cứng lại nơi gươm người. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến cho dân Israel được thắng trận cả thể. Chúng chỉ theo sau Eleasa đặng cướp bóc kẻ thù nghịch đó thôi. Sau người ấy có Sama, con trai Age, người Hara. Dân Philippines đã hiệp lại thành đoàn lũ. Ở đó có một đồng gieo đầy đậu và dân sự đều chạy trốn khỏi trước mặt dân Philippines. Nhưng Sama đứng ở giữa ruộng, binh vực nó và đánh dân Philippines. Như vậy, Đức Giê-hô-va khiến cho dân Israel được thắng trận cả thể. Trong vòng 30 quan tướng, có 3 người đi xuống nhằm lúc đầu mùa gặt và đến cùng David tại hang đá Adulam, trong khi một cơ quân Philippines đóng trại tại trũng Rephaim. Bây giờ, David ở trong đồn, và ở tại Bethlehem có một đạo binh hờ của dân Philippines. David ao ước rằng, chớ chi ta được uống nước bởi giếng ở bên cửa thành Bethlehem. Bây giờ, có 3 người quan tướng đầy lòng gan dạ xông ngang qua trại quân Philippines, múc nước giếng ở bên cửa thành Bethlehem, rồi đem về dâng cho David. Nhưng người từ chối không uống, bèn rải nước đó ra làm lễ dâng cho Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va ơi, tôi hẳn không uống đâu. Nước này khác nào huyết của 3 người này liều mạng sống mình đặng đi đến nơi kia. Vậy người không chịu uống. Đó là sự của 3 người tướng mạnh bạo ấy đã làm. Abishai, em Joab, con trai của Seruya, làm tướng của 3 người dõng sĩ, dùng cây giáo mình đánh chết 300 người và có danh tiếng trong 3 người dõng sĩ ấy. Trong cả 3, Abishai có danh hơn hết và người làm đầu họ. Dầu vậy, người không bằng 3 người kia. Lại có Benaya ở Cáp-sê-ên, con trai của Jehoiada, là một người mạnh bạo, nổi tiếng vì các công lớn của mình. Người đã giết 2 người Mô-áp mạnh bạo hơn hết. Trong một ngày tuyết kia, ấy cũng người này đi xuống một cái hầm chứa nước, có con sư tử và giết nó đi. Lại, người cũng đánh giết một người Ai Cập
có bộ tướng đáng sợ hãi. Người Ai Cập cầm nơi tay một cây giáo, còn Benaya cầm một cây gậy xuống đón người. Người rứt cây giáo khỏi tay người Ai Cập rồi dùng một cây giáo ấy mà giết hắn đi. Đó là công việc Benaya, con trai Jehoiada đã làm. Người được nổi tiếng trong ba người tướng gan dạ kia. Trong bọn 30 người, Benaya có danh tiếng hơn, song không bằng ba người trước. David nhận người vào trong bàn mật nghị mình. Asahel, em Joab, là một người thuộc trong ba người dõng sĩ kia. Cũng có Elkanan, con trai của Dodo ở Bethlehem. Lại có Shama ở Harod, Elika ở Harod, Helet ở Phelet, Ira, con trai của Ike ở Teco, Abiese ở Anatot, Mebonai ở Husa, Sanmon ở Ahoa, Maharai ở Netopha, Helep, con trai của Baana ở Netopha, Itai, con trai của Ribai ở Gibea, thành của dân Benjamin, Benaya ở Phirathon, Hidai ở Nahalegaet, Abi Anbon ở Araba, Atmavet ở Bạc Cung, Eliaba ở Sabon, các con trai của Yashen, Jonathan, Shama ở Hara, Akiam con trai của Sara, người Ararit, Eliphelet, con trai của Akakbai, con trai của một người Makathit, Eliam, con trai của Ahitophe ở Gilo, Hetrai ở Cạc-mên, Pharai ở Arab, Yigan, con trai của Nathan ở Soba, Bani ở Gadi, Selet người Ammon, Naharai ở Beeroth là kẻ vác binh khí cho Joab, con trai của Seruya, Ira ở Yethe, Gareb ở Yethe, Uri người Hetit, cộng là 37 người. Chương 24. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va lại nổi phừng cùng dân Israel. Ngài dục lòng David nghịch cùng chúng mà rằng: hãy đi tu bộ dân Israel và Giu-đa. Vua bèn nói với Joab là quan tổng binh ở gần người mà rằng: hãy đi khắp các chi phái Israel, từ Đan cho đến Be-e-sê-ba, tu bộ dân sự, để cho ta biết số dân Israel là bao nhiêu. Joab đáp cùng vua rằng: nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua làm cho dân sự vua ngày nay được còn thêm gấp bằng trăm, và nguyện mắt vua chúa tôi thấy sự gia thêm ấy. Nhưng cớ sao vua chúa tôi vui lòng về một việc như vậy? Do vậy mặt lòng, lời của vua mạnh hơn sự chống trả của Joab và các quan tướng. Vậy, Joab và các quan tướng ở trước mặt vua đều đi ra đặng tu bộ dân Israel. Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, chúng hạ trại tại Aroe về phía hữu thành ở giữa trũng gác, rồi hạ trại tại Gia-ê-xe. Từ đó họ đi vào trong xứ Gala-át về hướng xứ thấp của Húc-si. Kế đó họ đến Đan-gia-an và miền chung quanh Sidon. Họ cũng đi đến thành lũy xứ Tyre, vào các thành dân Hê-vít và dân Canaan, rồi họ giáp đến Be-e-sê-ba tại miền nam Giu-đa. Như vậy, họ đi khắp xứ và trở về Jerusalem trong 9 tháng và 20 ngày. Joab bèn trao cho vua cái sổ trọn sự tu bộ dân sự. Trong Israel có 800.000 người lính chiến có tài cầm gươm được, và trong Giu-đa 500.000 người. Sau khi tu bộ dân sự rồi, David bị lương tâm cắn rứt, bèn cầu Đức Giê-hô-va rằng: tôi làm như vậy thật là đã phạm tội rất nặng. Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cất tội lỗi kẻ tôi tớ ngài đã phạm, vì tôi có làm cách ngu dại quá. Sáng ngày mai khi David dậy, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Gác là người tiên kiến của David rằng: hãy đi nói với David, Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta có ba điều định cho ngươi, trong ba điều đó hãy chọn một, rồi ta sẽ lấy nó mà phạt ngươi. Gác đi đến cùng David thuật các lời đó cho người mà rằng: vua muốn chọn điều nào? Hoặc 7 năm đói kém trong nước vua, hoặc trong 3 tháng vua phải chạy trốn khỏi trước mặt kẻ thù nghịch đuổi theo vua, hoặc 3 ngày dịch hạch trong nước vua. Bây giờ hãy suy nghĩ và xem điều tôi phải thưa lại cùng đấng đã sai tôi.
David bèn đáp cùng Gác rằng: Sự khốn khổ tôi lớn thay, thế thì nguyện tôi sa vào tay của Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm, nhưng chớ cho tôi sa vào tay của loài người ta. Vậy Đức Giê-hô-va khiến dịch hạch phá hại trong dân Israel từ buổi sớm mai cho đến thì giờ Ngài đã nhất định. Trong dân sự từ Đan đến Be-e-sê-ba chết 70,000 người. Thiên sứ giơ tay ra trên Jerusalem đặng hại nó. Song Đức Giê-hô-va hối hận về tai họa ấy, bèn phán cùng thiên sứ hành hạ dân sự rằng: Thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đạp lúa của A-rau-na người Giê-bu-sít. David thấy thiên sứ hành hạ dân sự, bèn thưa với Đức Giê-hô-va như vậy: Ấy chính tôi đã phạm tội, tôi là kẻ có tội, còn các con chiên kia có làm chi? Nguyện tay Chúa chỉ hành hại tôi và nhà của cha tôi. Ngày đó Gác đến tìm David và nói rằng: Hãy đi lên lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại nơi sân đạp lúa của A-rau-na người Giê-bu-sít. Vậy David theo lời của Gác đi lên y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. A-rau-na ngước mắt lên thấy vua và các tôi tớ người đi tới trước mặt mình, liền đi ra và sắp mình xuống đất trước mặt vua. Đoạn A-rau-na nói: Cớ chi vua chúa tôi đến nhà kẻ tôi tớ vua? David đáp: Ấy đặng mua sân đạp lúa ngươi và xây tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va để ngừng tai họa hành hại dân sự. A-rau-na tâu với David rằng: Xin vua chúa tôi hãy dâng làm của lễ điều gì vua lấy làm tốt lành. Này, những bò dùng làm của lễ thiêu, cổ và ách bò dùng làm củi để đốt của tế lễ. Ôi vua, mọi điều đó A-rau-na xin dâng cho vua. A-rau-na tiếp: Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua tiếp nhận vua. Vua đáp cùng A-rau-na rằng: Không, không được. Ta muốn mua hết của ngươi cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi. Vậy David mua sân đạp lúa và bò giá 50 siếc lơ bạc. Người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và dâng của lễ thiêu cùng của lễ thụ ân. Thế thì Đức Giê-hô-va động lòng thương Israel và tai họa trong xứ bèn ngừng lại. Chương 14. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giê-xu và giết đi, vì họ nói rằng chẳng nên làm việc này trong ngày lễ, sợ sinh sự xôn xao trong dân chúng. Đức Chúa Giê-xu ở tại làng Bethany, trong nhà Si-môn là kẻ phung. Ngài đứng ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giê-xu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng: Sao xài phí dầu thơm ấy như vậy, vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đê-nhiê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta, vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được. Nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, ta xức xác ta trước để chôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hãy nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Bây giờ Judas Iscariot là một người trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giê-xu cho. Họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc. Rồi Judas tìm dịp tiện để nộp ngài. Ngày thứ nhất về lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên con làm lễ vượt qua. Các môn đồ thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài sai hai môn đồ đi và dặn rằng: Hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước cứ theo sau. Hễ người vào nhà nào, các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng: Thầy phán, cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu?
chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn trên lầu có đồ đạc sẵn sàng. Hãy dọn tại đó cho chúng ta. Vậy hai môn đồ đi ra mà vào thành gặp mọi điều như lời Ngài đã phán, rồi dọn lễ vượt qua. Buổi chiều, Ngài đến với 12 sứ đồ. Đang ngồi ăn, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta sẽ phản ta. Các môn đồ bèn buồn rầu lắm, cứ lần lượt mà thưa cùng Ngài rằng, có phải tôi chăng? Ngài đáp rằng, ấy là một trong 12 người, là người thò tay vào mâm cùng ta. Vì con người đi y như lời đã chép về Ngài, song khốn cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sinh ra thì hơn. Khi đang ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ mà phán rằng, hãy lấy, này là thân thể ta. Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng, này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong nước Đức Chúa Trời. Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Olive. Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng, hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm, vì có chép rằng ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc. Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ thưa rằng, dù mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng, dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Kế đó đi đến một nơi kia gọi là Gethsemane. Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng, các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta cầu nguyện. Ngài bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, thì Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng ba người rằng, linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức. Rồi Ngài đi một đổi xa hơn, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng, nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi mình. Ngài rằng, A-ba, lạy cha, mọi việc cha làm được cả, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều cha muốn. Rồi Ngài trở lại thấy ba người ngủ, bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng, Simon, ngủ ư? Ngươi không thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần nữa và cầu nguyện y như lời trước. Ngài trở lại thấy môn đồ còn ngủ vì con mắt đã đừ quá và không biết trả lời cùng Ngài thế nào. Ngài trở lại lần thứ ba phán cùng môn đồ rằng, bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Thôi, giờ đã tới rồi. Này, có người hầu bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy đi hè, kìa đứa phản ta đã đến gần. Ngài đang còn phán, tức thì Giu-đa là một trong 12 sứ đồ thoạt đến với một toán đông cầm gươm và gậy bởi các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão phái đến. Và đứa phản Ngài đã cho chúng dấu hiệu này. Hễ tôi hôn ai, ấy là người đó, hãy bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận. Vậy khi Giu-đa đến rồi liền lại gần Ngài mà nói rằng, lạy thầy, rồi nó hôn Ngài. Chúng bèn tra tay bắt Đức Chúa Giê-xu. Có một người trong những kẻ ở đó rút gươm ra, đánh một đứa đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai đi. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán cùng chúng rằng, các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta, như ta là kẻ trộm cướp. Ta hàng ngày ở giữa các ngươi, giảng dạy trong điện thờ, mà các ngươi không bắt ta. Nhưng điều ấy xảy đến để lời kinh thánh được ứng nghiệm. Bây giờ, mọi người đều bỏ Ngài và trốn đi cả. Có một người trẻ tuổi kia theo Ngài,
chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình. Chúng bắt người, nhưng người bỏ khăn lại, ở chuồng chạy trốn khỏi tay chúng. Chúng điều Đức Chúa Giê-xu đến nơi thầy cả thượng phẩm. Có hết thảy thầy tế lễ cả, trưởng lão và thầy thông giáo nhóm họp tại đó. Phi-e-rơ theo sau ngài xa xa, cho đến nơi sân trong của thầy cả thượng phẩm, rồi ngồi với quân lính gần đống lửa mà sưởi. Và các thầy tế lễ cả cùng cả tòa công luận đều tìm chứng gì để nghịch cùng Đức Chúa Giê-xu đặng giết ngài, song không kiếm được chi hết, vì có nhiều kẻ làm chứng dối nghịch cùng ngài, nhưng lời họ khai chẳng hiệp nhau. Bây giờ có mấy người đứng lên làm chứng dối nghịch cùng ngài rằng: chúng tôi có nghe người nói, ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người ta cất lên, khỏi 3 ngày ta sẽ cất một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cất. Song về điều này, lời chứng của họ cũng chẳng hiệp nhau nữa. Khi ấy, thầy cả thượng phẩm đứng dậy giữa hội đồng tra hỏi Đức Chúa Giê-xu mà rằng: ngươi chẳng đối đáp chi hết về những điều các kẻ này cáo ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Giê-xu làm thinh không trả lời chi hết. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi: ý chính ngươi là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ta chính phải đó. Các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Bây giờ thầy cả thượng phẩm xé áo mình ra mà rằng: chúng ta có cần kiếm chứng cớ khác nữa làm chi? Các ngươi có nghe lời lộng ngôn chăng? Các ngươi nghĩ thế nào? Ai nấy đều đoán ngài đang chết. Có kẻ nhổ trên ngài, đậy mặt ngài lại, đấm ngài và nói với ngài rằng: hãy nói tiên tri đi. Các lính canh lấy gậy đánh ngài. Phi-e-rơ đương ở dưới sân, có một đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm đến thấy Phi-e-rơ đương sưởi, ngó người mà rằng: người trước cũng ở với Giê-xu Nazareth. Nhưng người chối rằng: ta không biết, ta không hiểu người nói chi. Đoạn người bước ra tiền đàn thì gài gáy. Đầy tớ gái đó thấy người, lại nói cùng những người ở đó rằng: người này cũng là bọn đó. Nhưng người lại chối một lần nữa. Khỏi một chập, những kẻ đứng đó nói cùng Phi-e-rơ rằng: chắc thật ngươi cũng là bọn đó, vì ngươi là người Galilee. Người bèn rủa mà thề rằng: ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó. Tức thì gà gáy lần thứ hai. Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Giê-xu đã phán rằng: trước khi gà gáy 2 lượt, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Người tưởng đến thì khóc. Thi Thiên 92. Hỡi Đấng Chí Cao, lấy làm tốt mà ngợi khen Đức Giê-hô-va và ca tụng danh của Ngài. Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa và ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài. Trên nhạc khí 10 giây và trên đàn cầm hòa thinh với đàn sắt. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài. Tôi sẽ mừng rỡ về các việc tay Ngài làm. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài lớn biết bao, tư tưởng Ngài rất sâu sắc. Người u mê không biết được, kẻ ngu dại cũng chẳng hiểu đến. Khi người dữ mọc lên như cỏ và những kẻ làm ác được hưng thịnh, ấy để chúng nó bị diệt đời đời. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, Ngài được tôn cao mãi mãi. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, kìa kẻ thù nghịch Ngài, kìa kẻ thù nghịch Ngài sẽ hư mất. Hết thảy kẻ làm ác đều sẽ bị tản lạc. Nhưng Chúa làm cho sừng tôi ngước cao lên như sừng con bò tót, tôi được sức bằng dầu mới. Mắt tôi cũng vui thấy kẻ thù nghịch tôi bị phạt, và tai tôi vui nghe kẻ ác giấy nghịch tôi bị báo lại. Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên Liban. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sinh bông trái được thịnh mậu và xanh tươi, hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài.
xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.